Công ty trách nhiệm hữu hạn lưới công trình được thành lập vào tháng 3 năm 2010, là một trong những doanh nghiệp sản xuất ngành lưới đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm ngày càng được đa dạng từ lưới xây dựng đến lưới nông nghiệp thương hiệu lưới Việt như lưới che nắng dệt kim, lưới chắn côn trùng, lưới thủy sản. Từ vài nhân viên trong ngày đầu thành lập, tới nay, số lượng cán bộ công nhân viên của công ty đã lên tới hơn 120 người với hơn 30 nhân viên làm việc tại trụ sở chính, 70 nhân viên làm việc tại nhà máy, 20 nhân viên làm việc tại chi nhánh Hà Nội cùng hệ thống đối tác thương mại phủ rộng trên khắp cả nước. Ngoài sản xuất lưới, công ty còn có tư vấn, thiết kế, thi công sân tập golf, mini golf, phòng tập golf 3D, khung lưới tập golf, cung cấp thiết bị ngành golf, thảm putting green, lưới golf. Không chỉ riêng về golf, thiết kế và thi công sân bóng đá cũng là thế mạnh khá lớn của công ty lưới công trình, chuyên thi công cỏ nhân tạo, cỏ sân vườn, cỏ tự nhiên và hướng tới việc góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội Việt Nam. Hoàn thành sứ mệnh đối với khách hàng, đóng góp đáng kể cho ngành công nghiệp sản xuất lưới tại Việt Nam. Với mục tiêu của mình, công ty trách nhiệm hữu hạn lưới công trình cam kết sẽ không ngừng nỗ lực nhằm mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng về chất lượng, hợp lý về giá cả, phong phú trong các dịch vụ hậu mãi và để luôn là nhà cung cấp sản phẩm lưới hàng đầu Việt Nam. Lưới công trình, hành động, thành công, hạnh phúc.